Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái thùng A20PS. Cái thùng này thì em không ưu tiên nằm ngang này đâu nhé. Nằm ngang này thì trong một số trường hợp thì có thể sử dụng. Nhưng mà các bác để ý nhé, nếu mà nằm ngang này thì các bác phải treo. Treo. Đấy, treo mà phải sử dụng 4 cáp nhá. 4 cáp nó như thế nào? Các bác móc cáp đây. Đây là 1 này. Đằng sau nữa là 2 này. Đấy. Trên này nữa là 3 này. Đấy, và trên này nữa là 4 lỗ để các bác cho nó treo nghiêng lên và độ nghiêng 10-15 độ. Đấy. Lưu ý nhá, nếu như các bác setup theo kiểu này thì một loa thì ok không sao, còn hai loa thì nó phải ôm sát cạnh. Tức là mép trước sát mép trước và mép sau là sát với mép sau. Thì hôm nay thì em nói về cái này là để khoe cũng như là thông báo các bác chính thức mẫu này em có cung cấp ra thị trường với mức giá chả hề rẻ. Chả có hề rẻ đâu. Thứ nhất là đôi họng kèn này nó gần 2 triệu. Đấy là thứ nhất. Với cái thứ hai là cái design thiết kế cái này nó tốn gỗ hơn cái A15 khá nhiều. Như A15 thì bên em bán chỉ có với mức giá là 3,9 triệu. Là phân tần 900 nhé. Coi như là cái thùng lưới các cái là vào 3 triệu. Đấy, phân tần là 900 gọi 3,9 triệu và bao ship cho các bác, được chưa? Nhưng mà riêng cái này thì nó bị cộm lên cái tiền họng kèn này là 1,8 triệu. Nó đắt. Với thứ hai nữa là phân tần đi theo cái này có hay không thì tùy. Phân tần đi theo là cộng thêm 900. Đấy, các bác lấy phân tần thì cộng 900 mà không lấy phân tần chia quay thì nó sẽ bớt được 900.000. Với thứ hai nữa là cái thùng này này nó tốn gỗ hơn cái A15 nhá các bác nhá. Nên là hiện tại cặp thùng như này, cả thùng, cả họng kèn, cả lưới kia nhá, lưới kia nhá, không phải các bác bảo không có lưới là giả hơi đấy. Cả thùng, cả họng kèn, cả lưới có cái bông tiêu âm nhá. Lần này em vớ được ít bông này thôi, còn sau không vớ được thì em lại bán cái bông trứng. Bông trứng phải loại dày cơ, nhưng còn các loại bông trứng mà mỏng dính thì không bằng cái bông nhỉ thôi. Đấy. Thì combo cho các bác là cả thùng, cả phân tần, cả họng kèn là 5,2 triệu một đôi và bao ship cho các bác, chi phí vận chuyển mất 1 triệu. Các bác trừ đi 1 triệu nha. Chi phí vận chuyển là trung bình là mất 1 triệu. Gửi bưu điện. Còn gửi xe thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn thì em cũng lấy giá hợp lý hơn thôi, đúng không ạ? Đấy, thì họng kèn đây nhá. Đấy. Thùng là có họng kèn, riêng đôi họng kèn là 1,8 triệu. Riêng đôi họng kèn 1,8 triệu. Thùng này nó tốn gỗ hơn cái A15. Nó cũng chỉ kênh lên có 400 500 trên một đôi. Đấy. Thùng kia là 3 triệu, cái này thì là 3,5 triệu tiền thùng. Ví dụ thế, cộng với họng kèn, cộng với phân tần. Và giá trên là bao ship cho các bác là cả thùng cả phân tần. Và các cái là vào 5,2 triệu là bao ship cho các bác, còn các bác không lấy phân tần thì các bác cứ trừ đi cho em là 900.000. Đấy. Thì coi như là vào 4,3 triệu là giá là cả thùng cả họng kèn không có phân tần. Và thùng này là sử dụng cho hai củ loa 10 inch, tức là 2 bass 2 5 nhé các bác nhé. Em sẽ quay cho các bác xem cái phần sau. Đây là mã sản phẩm A20PS. Bên trong thùng đây em nhét rất nhiều bông. Đấy. Thì các bác nào mà lấy cái mẫu này về đi làm các chương trình thì có thể lấy nhá. Chính thức ngày hôm nay thì em đã có bán vỏ thùng rồi. Và có bán thêm nhiều cái kiểu là ối giời ơi nữa. Ví dụ như là các bác lấy thùng lấy kẹt, lấy phân tần không có bát được, và các bác lấy thùng, lấy bát, lấy họng kèn không lấy tép, có phân tần cũng được. Các bác lấy theo kiểu gì em cũng chơi được hết. Nhưng mà giá thì em đã thông báo rồi, và giá đó thì em mong muốn là bán ra được. Với mức giá đó thì chính thức là em mong muốn giá như vậy mới có lãi, còn nếu mà rẻ hơn là không có lãi đâu. Bởi vì cái chi phí mà để gọi là anh em nó ngồi nó vẽ cái thùng này, các bác cứ tính qua nhá, không cần biết mẫu mã thế nào, nó cứ tính tính tiền trên gọi là tấm gỗ. Một đôi thùng này mất là vào 2 tấm gỗ thì là mất vào 1,5 triệu trên một tấm. Anh em thợ nó cứ vẽ như thế, ví dụ thế. Ví dụ một thùng này mà mất 2 tấm thì là mất 1 triệu. Đấy. Tiền gỗ trên một thùng mà tính theo đôi cơ, tức là nhân đôi lên, tức là làm một đôi ấy. Hay là vẽ một, tức là nôm na nó vẽ một cái, thường thường vẽ một cái, hay là súp này. Đấy.
cứ tính 500 triệu một tấm. Đấy là tiền công vẽ. Chả yêu kêu gì luôn. Ví dụ thùng nhỏ như cái thùng này, một đôi này mà vào có một tấm thì chính tính trên tiền một tấm là có một nửa tấm thôi trên cái thùng này, thì nó vào là 250-300 vẽ, cái tiền vẽ của cái này này, tiền công vẽ đấy nhá, tiền công vẽ. Còn chưa tính thêm cái tiền chi phí phát sinh như của bên em là đặt khuôn để làm cái họng kèn này. Một lần đặt là không phải làm một đôi hai đôi mà làm 3-5 đôi. Và các bác nào có mua lẻ thì em bán. Còn những cái khác ví dụ như là cái tiền thùng này này. Đấy, các bác nhá. Đấy, tiền thùng đấy, tiền vẽ nó tính thì theo chiếc. Ví dụ cái mẫu này này 500.000 một tấm. Trên một tấm gỗ. Thùng này hết bao nhiêu tấm gỗ? Tính tiền lên. Ví dụ cái thùng này, một cái thùng này là vào 2 tấm gỗ thì là nó vào 1 triệu tiền công vẽ. Ví dụ thế. Còn một thùng này là 1 tấm rưỡi hay là 1 tấm thì là 500.000 hoặc là 750. Trên một cái thùng này. Đấy, tính tiền công vẽ. Chả hiểu thợ nó tính kiểu gì mà tính kiểu này, em thấy hại não quá. Thì từ trước đến giờ nó toàn thế thôi. Đấy. Cứ ra cái mẫu mới hí hà hí hưởng được mấy bữa cái là các bác lại chán ngay. Không hiểu các bác kiểu gì, toàn những mẫu hiệu quả mà các bác toàn chê. Đúng không ạ? Thì trên đây nha, em giới thiệu cho các bác là cái thùng A20PS chính thức ngày hôm nay là có cung cấp vỏ thùng rời. Chính thức là có cung cấp vỏ thùng rời sau một quá trình thời gian tìm hiểu cũng như trải nghiệm. Thì nhưng mà cái mẫu này nha, các bác nào phải nắm vững kỹ thuật thì mới làm được đấy. Còn không nắm vững kỹ thuật thì các bác gọi điện mắng em như là đúng rồi luôn. Không nắm vững kỹ thuật là như thế nào. Rất nhiều các bác không biết, không hiểu và như lại cố tình là tỏ ra là mình biết và mình hiểu rất nhiều. Cuối cùng là có làm được cái gì đâu. Thứ nhất là cái họng kèn này, sóng của nó đánh tập trung và tập xa, tức là 8 đến 10 này là 2 mét thì ok, tạm nghe được. Còn nghe hiệu quả là từ 20 mét trở dài đến 50 mét thì là nó sẽ tốt nhất dành cho người nghe. Còn như cái thùng này là nó không sử dụng cho không gian gọi là tiệc cưới được đâu. Bởi vì tiệc cưới là từng người đến loa nó có 3-5 mét. Nếu như các bác đi làm, vẫn cố đi làm thì được. Các bác không cần mở công suất lớn, mở công suất vừa thôi nhưng nó kêu rất to. Vừa và nhỏ đây tức là bảo con nhí nhí thôi, so với cái loa khác nó kêu to hơn rất là nhiều. Đấy, kêu còn cái loại này xanh xép chạy theo không kịp. Nhưng mà nếu làm đám cưới thì cái dòng T này nó sẽ hiệu quả hơn nhá, hiệu quả hơn rất nhiều. Còn dòng này nó chỉ đánh tầm xa thôi. Đấy, ví dụ các bác mà làm chương trình live band ngoài trời ấy, đánh nhạc sống ấy, mà yêu cầu là khoảng cách xa từ loa đến người nghe ít nhất là tầm 20-30 mét, ít nhất là tầm ý, thì các bác chơi con này là ok, hiệu quả. Một con này nó sẽ sánh ngang với 3 hoặc 4 chiếc Naya Ray với củ loa tương đương, với củ loa tương đương và cấu hình sử dụng rất đơn giản này thôi. Đấy, ok nha, video đến đây xin phép được tạm thời kết thúc. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này liên hệ trực tiếp với em. Đấy, đây là thùng và lưới đây. Em làm rất là đơn giản, rất là basic thôi. Không có cầu kỳ mà em không có làm hoành tráng. Em không thể làm đẹp được, em chỉ làm như vậy được thôi. Đấy, đây lưới đây. Các bác hỏi lưới đâu thì lưới đây. Em đã review nhiều rồi. Và hôm trước em đã có mời ca sĩ đến hát thử. Dựa trên cái sự thành công rực rỡ của A20PS thì hôm nay chính thức là em có bán giờ. Đây, em quay xa để cho các bác ngắm nhá. Thì nó sẽ như thế này. Đấy. Còn các bác mà bảo sao không bịt lưới vải vào đây. Các bác thích bịt lưới thì em sẽ bịt, mà không thích bịt lưới thì em sẽ không bịt. Được chưa? Đây là theo nhu cầu cá nhân. Đấy, các bác thích như thế nào thì em sẽ làm như thế. Được chưa? Ok nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.